Đây là Kitty, cô nàng có nụ cười lém lỉnh này, đích thực là một bà cụ non vô cùng đa nghi và khó tính. Cá tính mạnh mẽ, Kitty luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Nhưng nếu đó là việc mà cô nàng chẳng tự nguyện thì có lẽ cần phải xem xét lại. Bạn thân của Kitty là Pipi. Trái ngược với một Kitty cẩn trọng khó tính, Pipi có phần lý lắc. Việc gì cũng muốn thử làm một lần, chính điều này đã gây ra cho cô nàng không ít rắc rối. Và liệu ngày hôm nay, rắc rối hay khó khăn gì sẽ đến với Kitty và Pipi đây? Mẹ định là dẫn hai con đi sửa xe đạp, nhưng mà giờ mẹ có công việc mẹ đi rồi. Hai con giúp mẹ được không? Được. Với lại khoảng 10 giờ rưỡi là có chị Hưởng ở ngoài quê vô, nên con sẽ đón chị Hưởng ở trường Blue Sky, nhớ không? Chị Hưởng là tóc dài dài cỡ cỡ bi với Ti á, trẻ trẻ nha. Đứng ở trường không phải là già. Đúng rồi. Người già là người xấu. Giống gì vậy? Mẹ định là dẫn hai con đi sửa xe đạp, nhưng mà giờ mẹ có công việc mẹ đi rồi. Hai con giúp mẹ được không? Được. Người ta tưởng mình là hai chị em á, mà người ta đâu có khóc đâu đúng không? Giờ chú có gấp lắm, con cho con, có chú mượn thẻ đi. Mẹ nói không có cho người đó mượn thẻ hết trơn. Ừ, mình làng xóm với nhau mà con không cho mượn ai, cho chú mượn.